Hi, chào các bạn quay lại với kênh Sambo Gaming. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với tựa game Subway Princess Runner nha các bạn. Hiện tại thì cái tựa game này nó đang có sự kiện, đó chính là Limited Exchange các bạn. Chúng ta sẽ thu thập những cái biểu tượng hình cái kẹo này đây, và chúng ta sẽ đổi những cái vật phẩm tương ứng như thế này. Và chúng ta có thể là mở khóa thêm một nhân vật nữa, đó chính là Exchange các bạn. Mình thì thu thập được hơn 800 cái rồi, cho nên mình sẽ mở khóa nhân vật này các bạn. Dễ thương chưa? Để mình vô mình chọn, để mình xem coi nhân vật này có cái đặc điểm là cái gì các bạn. KK của chúng ta thì có cái đặc điểm là một Re-Sell Me các bạn. Đâu rồi? Đây. Tức là 5 score multi và một Re-Sell Me. Rồi, cái ván trượt hình vẫn giữ như cũ luôn. Mình không sử dụng cái ván này đâu các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta xuất phát thôi các bạn. Hey you. Nhân vật này của mình hình như đang là một học sinh các bạn. Quại cái cặp. Ôi. Chút nữa thì tối rồi. Mình không lấy cái nhân hai kia. Hôm nay thì chúng ta sẽ cố gắng, mình sẽ không để bị chết ngay chỗ cái khu cái phần đường hầm nghe các bạn. Những cái trước mình toàn chết chỗ đó không. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng để mình không chết chỗ đó các bạn. Mình phải cẩn thận ngay chỗ đó mới được. Để cẩn thận mới được các bạn ơi. Ôi mình bỏ một cái kẹo rồi. Cái đường hầm này nãy giờ mình chưa bị nổ bơm à. Ô lần này thì không bị nổ bơm các bạn ơi. Chắc có lẽ nhân vật của chúng ta là nữ hay sao mà. Mình lấy được hai cái tùng chét rồi nè. Chút rồi tôi rồi. Ưu tiên của mình là lấy cái kẹo các bạn, để mình mở khóa thêm những cái vật phẩm khác nữa. Mình không lấy đôi giày này đâu. Đó lúc mình lại bị nhảy lố. Rồi, đây là cái chỗ, cái đường hầm quen thuộc đây các bạn. Mình toàn chết ở chỗ này không đây nè. Lần này thì phải cố gắng. Hiện tại thì tốc độ nó còn chậm các bạn, mình né khá là dễ. Cá sấu các bạn ơi.
Đường hầm này mà cá sấu kinh khủng các bạn, này giống như là cá sấu nuôi luôn. Rồi, mình qua đây. Hôm nay là mình không chết ở khu đường hầm này các bạn. Ngon lành chưa? Thôi, mình vào cái khu rừng cây này luôn. Hiện tại mình đã được lên level 13 rồi các bạn. Lên level 15 thì mình sẽ mở khóa được một cái sao quật mới nữa. Cái này gọi là cái xin. Ở cái game này gọi là xin các bạn. Ta chạy chậm nên những cái chướng ngại vật này nó còn khá gần các bạn. Khi mình chạy nhanh thì nó sẽ ở khoảng cách xa hơn một chút. Mình bỏ lỡ nhiều quá nha. Lần chạy mình lấy được 200 cái kẹo là ngon. Ôi, bỏ hết trơn. Thôi mình ở đây một chút nữa các bạn. Ra đường dây. Đây là thùng thứ mấy này? Thứ tư rồi. Để cái 500 là hợp lý hơn các bạn. Hơn cái đôi giày. Ôi. Ôi được một lần miễn phí nè. Cứ thế mà chiến tiếp thôi các bạn. Ngon lành chưa? Đâu chút nó là tôi nữa rồi. Ôi. Rồi.